Chào mọi người, lâu lắm rồi mọi người không thấy cái khung cảnh nhà mình phải không? Nhà mình bây giờ là đang nuôi vuông nè. Lúc trước là ở đây là hai cái sông bạn. Một lần mình đã có bay livecam ở đây một lần rồi, là video đầu tiên trong cái hành trình làm YouTube của mình luôn á. Lúc đó là livecam nó rớt luôn các bạn. Bây giờ sẵn một ngày rảnh rỗi, hôm nay mình định nấu một món ăn, xíu mình nấu cho các bạn xem. Bây giờ mình bay sơ cho các bạn xem khung cảnh nhà mình ha. Bây giờ đang gió quá trời, không biết bay được không nè. Đó, đây, đây là hai cái ao tôm của mình. Mình sẽ bay một vòng qua trái, qua phải cho các bạn xem ha. Đó, đây thì vẫn là những cái rừng cây thôi. Bên đây vẫn là cái vườn trái cây của nhà mình nè. Có hai cái nhà yến và có một cái ngôi nhà đang xây. Còn ở phía sau đây á là cái nóc nhà của mình các bạn. Với lại có một cái đường lộ. Đấy, trái cây của mình bây giờ thì cũng ít rồi. Bây giờ á thì chủ yếu là ủi ra làm ao các bạn. Ồ, cái hàng cây bây giờ nó quá trời lớn luôn rồi. Đấy, đây là khung cảnh xung quanh nhà của mình. Mình không dám bay cao các bạn, gió nó hơi lớn. Bây giờ mình sẽ quay lại và vô cái chòi nữa các bạn. Mình hôm nay sẽ nấu một cái món là vịt nướng trao cho các bạn xem ha. Hạ cánh thôi, với sẵn lâu quá lai cao mình không bay các bạn. Mình đem ra mình bay cho nó hoạt động chút xíu, xả pin luôn. Ai, hôm nay mình sẽ ra cái chòi này, mình ướp cái món vịt nướng chao của mình. Bây giờ mình đi lấy đồ các bạn. Đầu tiên á là vịt và một hũ chao các bạn. Tiếp đợi mình chút xíu các bạn. Đây tới rồi các bạn. Không ai rảnh cho mình chứ, ngồi trong chổng ướp là xong rồi các bạn. Mình đem ra đây chơi vậy đó, nó mát. Rồi mình đem máy quay vô cái. Đây đó các bạn, mình vô rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm cái nước sốt ướp vịt bạn, để con vịt của mình nè. Trời ơi, chà bá luôn các bạn. Không biết tối quá không thấy mặt mình các bạn. Thôi kệ, không thấy mặt là auto đẹp trai các bạn. Kênh mình thì cũng giải trí thôi, nên mình sẽ đăng kèm theo là ẩm thực, du lịch với cái cuộc sống hàng ngày các bạn. Chứ kênh cũng không có gì hết, nên không có sợ nhiều cái chủ đề. Bây giờ mình sẽ làm một món vịt ướp chao, nướng. Cái hũ chao nè, bây giờ mình sẽ đổ nước bỏ bớt các bạn, chừa lại có một lóng tay thôi. Không có nói rất là mặn. Bây giờ mình sẽ đi đổ nước bỏ bớt. Đây, đã đổ nước bớt rồi bạn, còn tí nước nè. Bây giờ mình sẽ đổ hết vô cái tô này để mình tán đều nó. Đổ hết luôn bạn. Tại vì con vịt nó rất là lớn. Bây giờ mình sẽ tán đều cái chao này bạn. Nếu mà các bạn nào mà có máy xay sinh tố á thì đưa vô xay cho nó lẹ. Còn không thì mình tán tay cũng được bạn. Này các bạn té nhẹ nhẹ nè, nó dằn dữ lắm. Khi nó nhuyễn nè các bạn. Mình ướp thì đơn giản thôi, cái nào mà dễ tìm nhất là được bạn. Bây giờ mình sẽ cho một miếng sữa tươi. Yên tâm các bạn, không có bị ấy chĩa đâu. Mình cho một ít sữa tươi. Sữa tươi vào mình nướng sẽ ngon các bạn. Nó ít có bị cháy đó. Rồi, ít sữa tươi. Chứ không thọ đó. Mình bỏ một tí sa tế các bạn. Tại vì các bạn nào có dầu màu điều á thì bỏ cũng được. Mình á thì mình bỏ một tí sa tế cho nó hơi cay với nó có hơi có cái màu đẹp đẹp thôi.
bỏ một tí sa tế vô. Bỏ này, bỏ một tí sa tế. Bỏ ít thôi bạn. Rồi, nhiều đủ rồi đó. Trộn đều lên. Nè, hồi nãy mình có chuẩn bị sẵn nè. Trong đây là mà tỏi nè, ớt nè, đường bột ngọt, một tí đường nha các bạn. Ớt thì các bạn có thể người nào ăn cay thì bỏ thêm. Mình cho thêm một tí nước mắm nữa cho nó thơm, ít thôi nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình làm cái món này luôn các bạn. Không biết có ăn được hay không nữa. Giờ mình sẽ bỏ con vịt nè vô trong thao các bạn. Vịt rất là bự luôn á. Sẽ bỏ vô trộn đều các bạn. Vịt này á, trước khi ốp là các bạn nhớ rửa sạch nha. Rửa sạch để ráo nước mà mình có thể bóp muối hoặc là bóp rượu giấm các bạn. Cho nó bớt mùi. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Nhìn hấp dẫn không bạn? Mà không biết một hồi nó có mặn chát không biết. Mình sẽ để trong vòng 15 phút rồi mình đi nướng. Hôm nay mình sẽ nướng bằng cái lò vi sóng các bạn. Nướng thử. Hôm trước mình có nướng thử một con gà. Cũng ăn cũng được các bạn. Tuy là đương nhiên nó sẽ không ngon mà các bạn nướng bằng lửa than à. Mà nó vẫn ăn được ổn các bạn. Bây giờ hôm nay mình sẽ thử một cái lò vi sóng. Rồi, khá đều rồi. Bây giờ mình đem vô nhà, mình gánh thôi các bạn. Trong nhà làm luôn được rồi. Tới ngoài đây làm. Rồi. Cái này mình bỏ ra dĩa nè. Mình bỏ ra đây. Một
tí nữa khi ăn đó các bạn, mình hâm lại một cái là nó vàng đều hết trơn, nó ngon rồi. Ăn thử các bạn. Tuy là nó không ngon như là mình nướng than, mà ăn rất là ok các bạn. Ngon. Bây giờ mình sẽ đi rửa cái dĩa này. Nóng các bạn. Rửa dĩa này và mình sẽ quay hết tất cả cái này của bạn. Bây giờ cái món vịt nướng chao mình sẽ hoàn thành nè. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Yeah. Xin chào.